Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web và 24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay, đó, mình lại tiếp tục đi giao lưu cùng với một team, những người lạ. Hôm nay thì mình được làm cơ trưởng rồi, vậy nên là anh em tình nguyện theo mình. Rồi, chúng ta sẽ xuống cái khu vực công xưởng nha. Hôm nay thì có một bạn là Thần Dread này, xong NTD2109 này, xong rồi lại An Nhiễm này. Wow, các bạn ấy đang nói rất là hăng say. Tại vì mình không loa, cũng không mic, nên là chắc là các bạn ấy cũng hiểu là mình đang làm video rồi. Bình thường thì cứ khi nào anh em mời ấy, nếu mà mình vào mà không thấy loa, không thấy mic thì tức là mình đang làm video. Còn chẳng hạn như mà thấy mình có loa, có mic như bình thường thì chắc hẳn là lúc đấy là mình không có quay. Đã có súng. Cô nàng hầu gái đầu tiên. Ok, cứ tưởng là đồng đội, ai dè là địch. Thấy xinh cứ tưởng là đồng đội mình anh em ạ, ai dè cũng phải. Còn nếu mà anh em bảo là làm sao để mời thì mình không rõ đâu. Ngày xưa thì là anh em kết bạn trong game hoặc là kết bạn qua Facebook gì đó, xong mọi người cứ mời thôi, mà cứ mời là mình vào, mặc dù là mình không hề thấy những cái người đó trong danh sách bạn của mình nhá, không hề có luôn, mà nó vẫn còn cái dấu cộng để kết bạn cơ, mà không hiểu sao các bạn ấy vẫn mời được mình. Một thanh niên nữa này. Ok, ngáo ngơ. Thanh niên thứ ba chạy bất chấp thế hả bạn? Còn anh chàng cuối cùng. Ờ, team khác anh em ạ, gạt giò luôn. Team khác phải gọi gạt giò. Bằng đạn bà. Ok, hai anh chàng này thì chẳng có ma nào ra cứu, vậy nên là đã chết. À, thấy rồi nhá. Người đồng đội An Nhiễm của mình đang bị bắn. An Nhiên chứ quên, mình đọc nhầm đang An Nhiễm anh em ạ. Trời ơi, đã gục. Phóng lựu luôn cơ à. Ok, gần chết hết rồi anh em ạ. Mình bắn gục tới 2-3 người rồi. Không biết là có sang cứu được người đồng đội kia hay không đây. Liều thôi. Hy vọng cứu kịp anh em ạ. Ok, tuyệt vời. Nhặt thêm chút đồ, củng cố lại hỏa lực rồi tiếp tục tiến công. Gạt giò thanh niên này trước. Thanh niên cầm phóng lựu giết mất một người trong team của mình. Định bò đi đâu? Đồng đội của bạn không ở đây thì xác định rồi. Ok, xem rồi đó. Mới đầu game mà đã bị thọt mất một người. Nhưng mà thôi, không sao, mình sẽ bắn cả phần của bạn đi luôn. Hiện tại thì team của mình vẫn chưa clear được team nào, nãy giờ toàn bắn gục thôi. Khi mà anh em chơi team 4 ấy, thì thường là đa phần là không thể nào đoán được cái thứ hạng của mình khi mà chết. Tại vì là nhiều khi team này còn một người, team kia còn một người, đâm ra khi anh em chết trên bản đồ có 3 người thì vẫn là top 3 bình thường, mà có 12 team. Mình đã có cây SK. Đó, xem đồ rồi đấy. Ban nãy nó xem, còn bây giờ nó xem hơn. Phía trước thì mình đã thấy một cái tăng giáp. Mình thì thường xuyên là không thích ăn cái gọi là đoán vòng bo. Tại vì là mình đã bảo anh em rồi, cái vòng bo là cái tạo yếu tố bất ngờ. Nếu mà biết trước thì nó không còn gọi là bất ngờ nữa, nên là nó sẽ không vui. Mình sẽ để cho nó thuận theo tự nhiên.
giáp một rất nhiều. Giá đỡ súng này. Cứ tay cầm ngon hơn thì nhường cho súng trường. Còn băng đạn ngon hơn thì nhường cho súng tiểu liên. Vứt cái giá đỡ súng đi. Cây MP40 thì thường là nó lợi hơn khi mà bắn những cái tay cầm hơn là giá đỡ. Thường là mình toàn bắn tay cầm 2 thôi, hoặc là tay cầm 3. Chứ cực kỳ ít khi mà mình lắp cái giá đỡ vào cái cây MP. Dù chạy ở trên là nguy hiểm hơn rất là nhiều so với việc chạy ở dưới. Tại vì địch bắn sẽ không trượt viên nào. Và khi mà anh em cố tình muốn tránh ấy, thì một là có tường băng dựng lên, hai là nhảy xuống dưới. Mà nhảy xuống dưới ở cái độ cao như thế này thì chắc chắn là gãy chân rồi. Mình đang chơi hơi liều một chút. Ủa, tí nữa thì rơi. An toàn. Hôm nay số mình khá hên. Hy vọng đồng đội của mình đi xe sẽ thấy được cái tăng giáp. Tại vì nãy mình có thấy một cái tăng giáp ở như cầu mà. Không ai dừng lại ăn à? Đây là giáp trắng rồi. Ở đây đã từng có giao tranh cực lớn. Vừa nhìn qua thôi là mình đã thấy 3-4 cái xác. Wow, đồng đội lao vào lút luôn. Sợ thật đấy. Mình thì không cần nhiều đồ nên là cũng chẳng cần lút thêm làm gì. Với lại những cái xác mà người khác đã lút rồi ấy, thì chắc chắn là không còn thứ mình cần. Thứ mình cần là bom keo và lựu đạn thôi. Mình vừa nghe tiếng xe ở đâu ấy nhở. Này thì nhấp nhô này. Ui, ở sau. Ok, lia. Rất may là người đồng đội mình đã đến kịp lúc. À, vẫn còn. Mình xin cái đầu. Easy anh em ạ. À, còn hai người nữa cơ à. Một bé.
Hình như là 0,2 mà là 3. Đồng đội đâu, bắn gục đi. Ui, hình như là bạn ấy định lái xe xuống công luôn. Chất chơi người rơi ghê. Mình sẽ cover cho. Một bé. Mình sẽ cố gắng gạt giò luôn cái thanh niên này. Ok, như vậy là còn một bạn thôi. Đừng có gãy nha. Công lên mà gãy là xác định không bao giờ cứu được đâu. Tại vì mình đang ở rất là xa. Xong. May nhá. May cho thanh niên kia là mình còn bắn chết được. Ơ, bị gạt gió lắm rồi. Thế sao à? Mình hết bom keo thôi. Ok, vào đây nấp bơm máu đã. Căng nhờ. Mình hết bom keo. Có nên liều kiếm một vài trái bom keo không? Thanh niên bắn hướng đằng sau đang ở vị trí nào? Bên trái cũng có người. Khả năng cao là tốt nhất là mình nên vào bo. Én vào bo thôi anh em ạ. Cái pha vừa rồi thì không thể nào tham đồ được. Không có bom keo thế này thì không biết là liệu rằng bo cuối mình có trụ được hay không. Team mình còn 2 người. Không biết là người đồng đội của mình bị làm sao mà đã mất nửa cái máu rồi. Mình thấy địch rồi nhá. Đứng im đi bạn ơi. À, nấp kịp vào sau gốc cây rồi. Mình đang định bạn ấy ổn định để ke phát mà không được. À, thì ra là bạn ấy đang bắn ai đó. Nghĩa địa đã bắn chết một người. Đây rồi, thấy rồi nhá. Ô, đáng bị ke đầu. Rồi, gục rồi. Đồng đội của mình gạt giò luôn. Quá nhanh anh em ạ. Bắn ai mà hăng say thế bạn. Dám bắn đồng đội của mình này. Lia. Quá tuyệt vời. Hai thanh niên kia bị bắn từ phía sau mà không hề hay biết. Bạn ấy chỉ ham bắn người đồng đội của mình mà thôi. Thêm cho mình. Giờ này thì mình cũng chỉ cần bom keo và lựu đạn. Ok, cái báng 2 khá ngon rồi đấy. Tay 3 nữa này. Lựu choáng cũng nhiều. Giảm thanh. Có một viên phóng lựu. Nó có nên bắn không ta? Mình sẽ giữ tạm viên phóng lựu này vậy. Tại vì là bắn phóng lựu mà có một viên thì cũng hơi buồn. Nếu mà nó có 3 viên là mình bắn rồi đấy. 2 viên ở ngoài, 1 viên trong súng của mình bắn rồi. Mình sẽ giữ vậy. Lát nữa biết đâu mình sẽ nhặt được cái súng phóng lựu thì sao. Trên bản đồ chúng ta còn 8 người, 2 người team mình, và tổng cộng còn 6 tên địch. Chấm cái gì kìa. Hình như mình vừa nghe tiếng xe. Đây rồi, hai thanh niên. Căng thẳng thế. Mình vừa mới nháy được mấy viên. Ô, công mình luôn kìa. Công luôn kìa. Này thì công này. Én thôi. Một thanh niên là tảng đá. Mình xin cái đầu. Ơ. À, thì ra là đồng đội của mình bắn. Kiếm chỗ bơm máu đã anh em ạ. Ủa ôi,
cái tư thế bơm máu nó mù mắt luôn, mù mắt về cái tư thế bơm máu. Hiện tại thì trên bản đồ chúng ta còn 4 người, 2 người team mình và 2 người team địch. Như vậy là sẽ có một pha solo 2v2. Không biết là team mình sẽ nhân giống hay là team của bạn đây. Bom keo của mình thì không có nhiều. Đó, cố gắng nhặt thêm lựu đạn để tăng cái khả năng giao tranh ở bo cuối. Sớm thôi, hai bạn kia sẽ lộ diện. Có khi mình cần phải lên phía trên cái đồi kia, tại vì lên đồi bao giờ cũng sẽ lợi hơn là bên dưới. Quyết định là lên đồi đi. À, người đồng đội của mình đang làm gì kìa? Ui, địch này. Một bé giật cả mình luôn anh em ạ. Tuyệt vời, quá hay cho người đồng đội của mình. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nhá. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.